Thông tin Team Flash và đại diện còn lại của VCS sẽ không thể tham dự chung kết thế giới Liên minh huyền thoại 2020 được tổ chức ở Trung Quốc đã tạo ra một nỗi tiếc nuối lớn dành cho những người hâm mộ eSports nước nhà. Trong năm 2020 vừa qua, Team Flash đã liên tục có những màn trình diễn xuất sắc khi giành chức vô địch ở cả hai giải đấu VCS mùa xuân lẫn mùa hè. Thế nhưng, cơ hội đến với hai sân chơi lớn quốc tế MSI và chung kết thế giới đã lần lượt đóng sập trước mắt họ vì những ảnh hưởng của dịch COVID-19 cùng vấn đề xuất nhập cảnh khi ra nước ngoài thi đấu. Sau đây, hãy cùng Cảm Thể Thao điểm lại những trường hợp tiêu biểu phải lỗi hẹn với các giải đấu quốc tế vì khúc mắc visa của các tập thể vận động viên eSports tại Việt Nam. Vào năm 2004, khi các trò chơi eSports vẫn chưa được nhìn nhận một cách xứng đáng ở Việt Nam, tuy nhiên, những game thủ nước nhà vẫn không ngừng tập luyện, nỗ lực và hăng say để rồi thành quả đến với họ là tấm vé mời tham dự World Cyber Games 2004 tại San Francisco. Sự kiện games được chú ý nhất thời điểm đó với các trò chơi đang là tâm điểm chú ý của thế giới như Counter-Strike, FIFA, Need for Speed, Warcraft 3 hay Starcraft. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn quyết định để được cấp visa đi Mỹ nhằm tham dự World Cyber Games 2004, các thành viên Việt Nam đã không vượt qua được bài kiểm tra đến từ Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh khi chưa thể trình bày đầy đủ các mối ràng buộc chặt chẽ về quan hệ gia đình, xã hội cũng như nghề nghiệp ở Việt Nam hay nước sở tại để đảm bảo thời gian lưu trú tại Mỹ chỉ là tạm thời. 7 năm sau, sự tiếc nuối khác lại diễn ra khi tượng đài Dota 2 của Việt Nam, đội tuyển đã từng đăng quang tại Asian Dota Championship 2, Asian World Cyber Game 2009, Asian Indoor Game 2009 hay World Cyber Game 2010, Star Boba đã không thể tham dự giải đấu lớn nhất của bộ môn này khi đó, The International One cũng vì vấn đề visa. Thời điểm đó, đại diện của Việt Nam được xem là một trong những top team trên sân chơi quốc tế. Tuy nhiên, những rắc rối liên quan đến việc xin thị thực đã khiến Star Boba không thể góp mặt tại The International One như kỳ vọng. Ngay sau đó, thủ lĩnh huyền thoại của đội, Sosun, cũng đã quyết định giải nghệ và kể từ đó, cái tên Star Boba bắt đầu lui về quá khứ và trở thành một phần lịch sử không thể thiếu trong sự phát triển của nền eSports Việt Nam. Về phần hai thành viên khác trong đội là MangaQ, Yuna cùng với Aki, họ đã nhanh chóng chuyển qua thử sức ở một tựa game khác là Liên minh huyền thoại và đều gặt hái được những thành công đáng kể khi Aki chính thức là người Việt Nam đầu tiên hai lần tham dự chung kết thế giới League of Legends, còn Yuna cũng từng không ít lần đạt thành tích cao ở VCS trong cả hai vai trò, vận động viên lẫn huấn luyện viên. Giai đoạn đầu năm 2015, nhà vô địch VCS mùa xuân Saigon Fantastic Five đã thi một phong độ hủy diệt khi hạ gục hầu hết các đối thủ ở Đông Nam Á và mang về chức vô địch GPL đầu tiên trong lịch sử Liên minh huyền thoại Việt Nam. Ngay lập tức, Optimus cùng với các đồng đội cũng được mời góp mặt ở International Wildcard Invitational để tranh vé tham dự MSI 2015. Tuy nhiên, vào phút chót, Saigon Fantastic Five đã phải lỗi hẹn với giải đấu vì không được cấp visa để đến Thổ Nhĩ Kỳ như mong đợi. Trao đổi cụ thể về vấn đề này, phía ban tổ chức Riot Games đã đưa ra thông báo rằng do những sự cố ảnh hưởng tới Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi rất buồn khi phải xác nhận Saigon Fantastic Five sẽ không thể nhận được thị thực của họ, đồng nghĩa với việc sẽ không thể đến tham dự giải đấu. Là đội xếp hạng 2, Bangkok Titans sẽ thay thế cho đại diện của GPL tham dự giải đấu này. Thị thực đến Thổ Nhĩ Kỳ của đội đã được lưu tâm từ rất sớm để phù hợp với thời gian tham dự giải, nhưng quá trình xin cấp thị thực đã gặp trục trặc khi hệ thống nội bộ của Tòa lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ gặp sự cố kỹ thuật. Mặc dù thị thực của Saigon Fantastic Five đã được cấp thuận với Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ về mặt nguyên tắc, nhưng những sự cố trong hệ thống đã khiến Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ không thể gửi tài liệu cần thiết cho Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Việt Nam. Vì vậy, phía Đại sứ quán đã không thể cấp thị thực cho đội đến Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự. Năm 2015, cũng chứng kiến thêm một nỗi buồn nữa của làng Liên minh huyền thoại Việt Nam khi thần rừng hay nhất của VCS, Soft, đã không thể hoàn thành visa để gia nhập Flash World như mong đợi. Đội tuyển Đài Loan này khi đó đã là một trong những tập thể liên minh huyền thoại mạnh nhất khu vực và giành vé tham dự giải chung kết thế giới tổ chức ở Âu Châu lúc đó. Thông báo về việc không thể chịu một thành công Soft, trang chủ Flash Wolf từng viết: "Chúng tôi xin thông báo một tin rất buồn khi bộ chuyển nhượng The Soft về với Flash Wolf đã hoàn toàn đổ bể. Chúng tôi gửi lời xin lỗi tới toàn thể người hâm mộ khi đã tuột mất một tài năng sáng giá." Như trước đây đã thông báo, vấn đề xin visa cho người Việt Nam đến Đài Loan là không hề đơn giản, đặc biệt hơn khi Soft chỉ mới 17 tuổi. Chúng tôi đã thử rất nhiều cách khác nhau nhưng đều không thành công. Năm 2017, đội tuyển All Stars Việt Nam với những ngôi sao hàng đầu của nền Liên minh huyền thoại nước nhà, khi đó như Hope, Levi, Noel, Noway và Palette đã được mời tham dự tranh tài tại sự kiện All Stars do Riot Games tổ chức tại Los Angeles. Trước đó, các chàng trai đến từ VCS đã thi một phong độ hủy diệt khi có được thành tích bất bại tại giải siêu sao Đông Nam Á và được kỳ vọng sẽ gặt hái thành công ở sân chơi trên đất Mỹ. Tuy nhiên, những rắc rối về visa đã ngăn cản 4 trên 5 thành viên trong đội, trừ Levi,
đến với Los Angeles để tham dự All-Stars 2017. Phát biểu về vấn đề này khi đó, huấn luyện viên Tini Kun từng cho biết, không may là trong cả đội 5 người, chỉ mình Levy xin được. Visa của cậu ấy được chấp nhận dù khả năng là đã từng đi qua các nước như Tây Ban Nha, Philippines, Thái Lan, Trung Quốc tính từ tháng 12 năm ngoái. Bản thân Levy cũng đã có độ nổi tiếng nhất định nên phía lãnh sự quán có thể dễ dàng tra thông tin trên mạng. Thực ra thì cả Wright và Garena đều đã cố gắng hết sức để có thể giúp đỡ cho cả đoàn. Họ nộp đơn xin visa tại Việt Nam, khi không được thì đưa mọi người sang hãng Thái Lan để xin lại, nhưng đều bị từ chối. Để thay thế các ngôi sao của VCS, phía ban tổ chức đã mời những tuyển thủ đến từ Singapore và bản thân huấn luyện viên Tini Kun cũng xin rút khỏi vai trò thuyền trưởng để giao lại quyền dẫn dắt cho nhà cầm quân Leonard Omolo của nước bạn. Chứng kiến sự cố trên, Levy cho biết anh đã rất sốc và thậm chí nghĩ đến việc từ chối tham dự giải, nhưng với sự động viên từ Tini Kun, anh đã quyết định ở lại để tiếp tục chinh chiến và trở thành thành viên duy nhất của Việt Nam góp mặt tại All Stars 2017 khi đó. Năm 2018, làng Liên Quân Mobile dồn hầu hết sự chú ý vào Arena of Valor World Cup 2018, sân chơi lớn nhất thế giới và quy tụ những đội tuyển hàng đầu từ Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Bắc Mỹ và châu Âu đến tranh tài tại Los Angeles. Với đội hình được đánh giá cao, đại diện của Việt Nam, Saigon Phantom đã nhận được rất nhiều kỳ vọng sẽ thể hiện tốt tại giải lần này. Tuy nhiên, điều gây khó khăn cho Saigon Phantom lại chính là vấn đề visa, khi toàn đội chỉ có 2 tuyển thủ bị từ chối cấp visa đi Mỹ. Để thay thế, ban huấn luyện của đội đã quyết định gửi lời mời đến 2 vận động viên của team Adonis Esports là Đồng Năm và Blake 1. Việc phải sử dụng đội hình chấp vá ít nhiều đã gây ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của đại diện Việt Nam. Do đó, tuy Saigon Phantom đã vượt qua được vòng bảng, nhưng khi đến vào tứ kết, họ đã phải chấp nhận vượt bước trước đại diện đến từ Trung Quốc. Tại SEA Games 30, StarCraft 2 là một trong 6 bộ môn eSports được đưa vào thi đấu với Philippines và được kỳ vọng sẽ mang về huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam. Tuy nhiên, trước khi diễn ra giải, game thủ Upli đã thông báo trên group Facebook cộng đồng StarCraft Việt Nam rằng mình vừa bị loại khỏi danh sách vận động viên dự SEA Games vì không có trong tay bộ hộ chiếu. Điều tương tự cũng diễn ra đối với các vận động viên của Tekken Việt Nam và chung cuộc, chúng ta chỉ có thể giành được 3 huy chương đồng ở các nội dung là Dota 2, StarCraft 2 và Liên Quân Mobile. Năm 2019 có thể bị xem là một năm không may mắn đối với làng PUBG Việt Nam, khi hàng loạt đội tuyển Việt Nam cũng đã phải lỗi hẹn với những giải đấu quốc tế của việc vấn đề visa. Đầu tiên là vào tháng Giêng năm 2019, khi hai đội tuyển Divi Esports và Realme 5 Star đã không kịp xin visa đến Macau, nơi tổ chức giải PUBG Asia Invitational 2019. Đáng chú ý, cả hai đội tuyển này đều đã được xác nhận sẽ tham dự từ trước đó 2 tháng, trong khi quy trình xin visa Macau thường chỉ mất tối đa 3 tuần, nhưng cuối cùng ban tổ chức vấn đề xảy ra sự cố. Trao đổi về chuyện này, quản lý của Divi, chị Trần Thu Đông đã từng cho biết rằng cảm giác ban đầu của các thành viên rất tệ, cũng có nhiều bức xúc vì đó là công sức thành quả luyện tập hơn một năm qua, đến khi có cơ hội thì lại đánh mất với lý do như vậy. Nhưng sau đó cũng phải thông cảm cho PUBG Việt Nam thôi, không ai mong muốn cả, chúng ta nên hỗ trợ tinh thần, không nên gây thêm áp lực cho họ. Còn cơ hội ra nước ngoài thì chúng mình tin rằng không chỉ có một, nếu Divi đủ bản lĩnh thì sẽ một lần nữa tự tìm cơ hội cho mình thôi. Thay vì oán trách thì chúng ta hãy giúp họ rút kinh nghiệm và làm tốt hơn vào lần sau. Như vậy thì PUBG nói riêng và eSports ở Việt Nam nói chung mới phát triển mạnh mẽ và đoàn kết được. Tiếp đến vào đầu tháng 4, cùng với game Home eSports, Divi một lần nữa phải đón nhận vận xui khi không được phép xuất ngoại để tham gia giải đấu PUBG Classic được tổ chức tại Anh với giải thưởng hơn 9,2 tỷ đồng của vì vấn đề visa. Đáng chú ý, mặc dù đã có thư mời, cam kết và bảo lãnh từ ban tổ chức và PUBG Corp, tuy nhiên, phía cao ủy Anh tại New Delhi, Ấn Độ vẫn gửi thư từ chối cho biết các vận động viên Việt Nam không đạt tiêu chuẩn cá nhân để nhập cảnh và họ thậm chí còn không cho phép Divi lẫn Game Home thực hiện kháng nghị. Sau đó đến tháng 9 2019, Sky Gaming Đắk Lắk trở thành nạn nhân tiếp theo của câu chuyện visa không thể đến với giải PUBG Global Championship được tổ chức tại Oakland và Los Angeles, Mỹ. Thông báo về vấn đề này, trang chủ của Sky Gaming Đắk Lắk từng ngậm ngùi viết rằng: "Xin chào các bạn, mặc dù team đã chuẩn bị đầy đủ và tập luyện xuyên suốt cho đến tham dự PUBG Global Championship 2019, nhưng do điều kiện visa của nước Mỹ rất cao và chặt chẽ, nên vừa qua đội đã bị dừng chân tại đây, không phải không đủ năng lực mà do không đáp ứng được yêu cầu thị thực của Mỹ." Cuối cùng, phải nhắc đến Flash, dù đã đăng quang ở cả VCS mùa xuân lẫn mùa hè, thế nhưng họ vẫn không thể góp mặt ở hai sân chơi quốc tế MSI 2020, giải đấu do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và chung kết thế giới Liên minh huyền thoại với những rắc rối trong việc mở đường bay khứ hồi đến Trung Quốc. Dù vậy, với những bài học đã rút ra trong việc giải quyết vấn đề visa của các vận động viên eSports cùng nỗ lực của những ban ngành đoàn thể và tổ chức có liên quan, người hâm mộ đã kỳ vọng rồi sẽ có một ngày visa sẽ không còn là chướng ngại cản trở hành trình xuất ngoại thi đấu của những tuyển thủ Việt Nam nữa.